Đầu tiên thì do là trồng khoảng 1-2 năm thì mới được như này anh chị. 1-2 năm thì bên này. Sau vài năm càng ngày nó càng lớn hơn. Từ giờ nhỏ sau 8 năm thì sẽ được như này nha anh chị. Để trồng một giò tác phẩm như này thì chúng ta đâu cần trồng đồng đúng mùa, là chúng ta trồng từ đầu mùa xuân. Và cái thứ hai là chúng ta chọn giá thể thoát nước tốt, và đầu tiên là tưới đủ nước, treo nơi đủ nắng và bón đủ phân. Và giá thể chúng ta trồng có thể trồng trên những cục dớn, hoặc chúng ta không có cục dớn thì chúng ta trồng trong những cái chậu gỗ, chậu nào có thể thoát nước tốt, thông thoáng. Giá thể trồng thì nên là than củi hoặc vỏ thông hoặc dớn sợi, hoặc có thể ba giá thể để chúng ta trộn lại với nhau. Và để trồng một giò tác phẩm hoàng lạp như này thì cần nhiều thời gian, công sức chăm sóc. Như vậy đó. Cái giò hoàng lạp siêu khủng nha anh chị. Lúc bây giờ đang nụ rất chừng, rất chi là đã luôn. Anh chị ngắm nhé. Tám năm để ra được cái giò sản phẩm như này. Và thích hợp trồng trên những như là cục dớn, hoặc là chúng ta không có cục dớn, chúng ta có thể trồng trong chậu, than củi, vỏ thông hoặc kiến sợi. Để giúp cho một giò hoàng lạp to lớn như này thì chúng ta phải trồng nó đủ nắng nha chị. Cường độ ánh sáng là đạt khoảng tầm 50-70%, một ngày trung bình khoảng 8 giờ đồng hồ thì cây hoàng lạp nó mới đạt được như thế này. Rất là khỏe bộ rễ, bón đủ phân và đồng thời thật nhiều nắng thì cây sẽ rất là phát triển, rất là lực. Để cho giò này thật sự nhiều nụ như thế này thì chúng ta phải cắt nước nó đúng thời điểm nha anh chị. Cái quan trọng như là cắt nước thì hoa nó mới xài được và hoa nó mới đẹp được. Và bắt đầu cắt nước thì khoảng bắt đầu tháng 11 âm lịch, vùng Tây Nguyên, miền Nam chúng ta tiến hành cắt nước cho nó khoảng 45 ngày. Sau đó tưới nước lại. Và trước khi cắt nước thì anh chị nên phun khoảng 3 lần phân 6-30-30, là trong phân bón có hàm lượng lân và kali nhiều hơn. Khi chúng ta bón phân 6-30-30 thì chúng ta nên là giảm tưới nước cho nó. Và khi chúng ta bón xong thì cắt nước 45 ngày. Và khi các khí hậu ở miền Bắc thì anh chị nên cắt nước vào tầm tháng 12 âm lịch. Và nếu cái vùng nào mà sương muối nhiều thì chúng ta cố gắng mỗi lần mà sáng trời sương muối xong chúng ta tưới. Khi mà có nụ, nhất là thời điểm có nụ mà nó gặp sương muối hay cháy nụ thì chúng ta nên tưới nước đó, hoặc là chúng ta đưa vào cái nơi mà có mây che để nụ hoa nó không có bị cháy. Tại vì cái nơi, và đặc biệt là anh chị lúc nụ đừng có phun phân nhé. Lúc lan nó còn nhỏ nụ thì phun phân là một này, phun thuốc trị bệnh, phun các loại côn trùng. Chung là nụ nó rất là dễ bị sốc thuốc, bị cháy bởi thuốc. Nên anh chị cố gắng trong thời gian nụ này là chúng ta không phun gì hết. Nếu có phun thì cũng phun loãng thôi. Mà phân bón thì không cần phun đúng thời điểm này. Và sau đó mời anh chị ngắm hoa của nó nhé.